áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hi, how are you today, Miss Raken? I'm very happy to see you in this video. Chào em là Khoa, rất vui được em trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ học về phần lý thuyết, phần ngữ pháp của Unit 1 của chúng ta. Đó chính là chuyên đề về động từ tính thái, modal verb. Các bạn biết không ạ, đây là một cái chuyên đề mà có thể nói là học sinh cảm thấy rất là confused, cảm thấy rất là không chắc chắn lắm, đúng không ạ? Khi nào dùng have to, hay là must, hay là should, hay là can, could, một đống cái từ nghĩa là đều là có thể, đúng không ạ? Vâng, thế thì trong bài học ngày hôm nay Khoa sẽ dạy và đảm bảo chúng mình sẽ rất là hiểu luôn. Ok, cho nên đây là một video rất là quan trọng, cho nên chúng mình hãy focus, hãy tập trung nhé. Ok, so now, let's get started. Chúng ta cùng bắt đầu thôi em. Nào, thứ nhất là động từ tính thái can. Vâng, nhớ cho Khoa là sau tất cả các động từ tính thái, động từ với nguyên dạng. Và sau đây chúng ta sẽ xem là từng cách dụng và ví dụ như nào với từng dạng, các bạn sẽ rất là dễ hiểu luôn. Ok, nào, thứ nhất, can diễn tả một khả năng, gọi là ability. Chúng mình cùng phân tích qua ví dụ nhé. Can you sing? À, bạn có thể hát không? Câu trả đơn giản là diễn tả khả năng mà, đúng không? Bạn có thể hát không? Hay là câu dưới này. She could drive a motorbike when she was 15 years old. À, could là quá khứ từ can, đúng không? Tức là gì? Cô ấy có thể đi xe máy khi cô ấy 15 tuổi. Đây là khả năng, tức là cô ấy có thể làm cái việc đấy, đúng không ạ? Rồi, và ngoài ra thì cách dùng nữa đó là can cũng diễn tả một điều gì, một điều có thể xảy đến. Có thể xảy đến thôi, tức là possibility, chứ phải khả năng nhá. Khả năng là ability, còn cái điều có thể xảy đến, we say possibility. Chúng ta có một ví dụ như sau. Can it rain? Trời có thể mưa không? No, it can't. À, không thể, đúng không ạ? Vâng, cách dùng nữa này là khi dùng với động từ chi dạng can cho ý nghĩa tương đương với thì tiếp diễn. À, gọi nhớ cho bài, chúng mình cùng xem nhé. Now, listen, I think I can hear the drop of water. À, nghe kìa, tôi có thể nghe thấy tiếng nước rơi, giọt nước rơi. Vâng ạ, thế thì có vẻ từ can đấy đóng vai trò nó mang nghĩa là với nghĩa tiếp diễn không ạ? Tức là gì ạ? Tôi đang nghe thấy đấy, đúng không ạ? Ok, rồi. Can là thay thế cho may để nói đến một sự cho phép, permission. Và cannot dùng để chỉ sự cấm đoán. Và nhớ là dùng trong văn nói cho Khoa nhá. Rồi, và bạn nhớ cho Khoa là cái từ can này là nói về sự cho gì? Cho phép, chứ không mang nghĩa khả năng ở đây nhá. Hay là việc có thể xảy ra nữa mà nói về gì ạ? Nó có nghĩa là gì ạ? Nói về sự cho phép. Được chưa ạ? Nào cho cùng xem ví dụ nhé. You can come in my house but you can't touch anything. À, bạn có thể vào trong nhà của tôi nhưng bạn không thể sờ vào cái gì cả. Thế vậy, can come in có nghĩa là có phải là nói về sự cho phép không ạ? Nhá. Rồi, chúng mình cùng phân tích một cái từ nữa và cũng có nghĩa là có thể, nhưng đó chính là từ be able to. Chúng mình cùng xem nhé. Không dùng can để diễn tả một khả năng hoặc kỹ năng mà mình chưa có ở hiện tại, nhưng sẽ có ở trong tương lai. Thay vào đó ta dùng will be able to. Tức là gì? Câu này có nghĩa là gì? À, ví dụ, Khoa có một ví dụ này. I can speak English. À, tôi có thể nói tiếng Anh. Tức là khả năng của cô có thể nói. Và cô đã luyện tập trong một thời gian rất là dài. Tức là bây giờ là cô đang có khả năng đấy, đúng không ạ? Thế nhưng, tức là gì ạ? Cái will be able to là cái việc mình sẽ làm được ở trong tương lai thôi. Cho cùng xem ví dụ nhé. I will be able to speak Chinese after taking this course. Câu này có nghĩa là gì ạ? Tôi sẽ có thể nói tiếng Trung Quốc sau khi tham dự khóa học này. Đấy, thế là cái khả năng chúng ta sẽ làm được sau khi mà học xong cái khóa này, khóa học tiếng Trung này. Các bạn hiểu không ạ? Để chia sự khác biệt nhé. Can tức là khả năng mình đang có. Còn will be able to, cộng verb có nghĩa là gì ạ? Sẽ có được nhưng mà phải trong tương lai. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo một từ lại vẫn là có thể nữa, đó chính là từ could. Vâng ạ. Dùng trong câu đề nghị lịch sự, could được xem là có ý nghĩa lịch sự hơn là can. Ok, cho cùng xem ví dụ nhé. Could you help me with English please? Bạn có thể giúp tôi một tiếng Anh không? Tức là chúng ta dùng could và can đều là giống nhau trong cách dùng này. Thế nhưng mà chỉ khác một cái là gì ạ? Từ could là nói về cái sự lịch sự, nó sẽ là mang nghĩa lịch sự hơn, đúng không ạ? Could được dùng để diễn tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng. Nhớ cho Khoa là lời phản kháng nhẹ nhàng nhá. Ví dụ này. His story could be true but I do not believe. Câu chuyện của anh ấy sẽ có thể là đúng nhưng tôi không tin, đúng không ạ? Tức là nó nhẹ nhàng thôi, không nặng nề quá, đúng không ạ? Vâng. Và could được dùng trong câu điều kiện. Could được dùng trong câu điều kiện loại 2 và loại 3. Có đúng không ạ? Chúng ta cùng xem nhé. If it helped me, I could finish my work on time. Nếu bạn giúp tôi thì tôi có thể hoàn thành công việc
kịp giờ được. Vậy thì còn đúng đây cô được gửi lại hai khoản nhá. Rồi, could là thiều hoặc can. I could swim when I was 5 years old. Tôi có thể bơi, tức là khả năng của tôi có thể làm được đấy khi mà tôi lúc 5 tuổi. Vậy thì có phải là could là quá khứ của can đúng không ạ? Rồi, nói chung là qua viết thế này không thể không hiểu được đúng không ạ? Rồi, và sau đây một từ nữa cũng nghĩa là có thể các bạn ạ. Đó là từ might, may và might. Và mà cách dùng của chúng như thế nào? Diễn tả khả năng một hành động có thể xảy ra. It may rain, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Diễn tả sự cho phép. She asked if she might go to the party. Nha. Rồi, và từ may dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ nhượng bộ, tức là cả may và might. Ví dụ này, he may be lazy, he can pass the exam. Cô ấy có thể lười và cô ấy có thể vượt qua kỳ thi được. Nha. Rồi, thế thế này, dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích. Vâng, dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích. Nha. Và trong trường này người ta có thể dùng can và could để thay cho may hoặc might. Nói cho qua này, ở đây có từ so that, để, có chỉ mục đích của đúng không ạ? Vâng, she was studying so that she might pass the exam. Vâng, cô ấy đang học để cô ấy có thể vượt qua kỳ thi. Nha. Rồi, dùng trong câu cảm thán, để làm sao may hoặc might để diễn tả một lời cầu chúc đúng không ạ? Ví dụ your dream may come true. Tức là gì ạ? Cầu chúc là gì ạ? Cái mơ của bạn trở thành hiện thực. Ok. Rồi, tiếp tục nào. Chúng ta có từ must. Must có nghĩa là phải. Ô, từ này thì rất là dễ rồi, rất là dễ nhớ đúng không ạ? Chúng ta chỉ hay nhầm mấy cái từ như là may này, might này, can này, could này, be able to và những cái chúng ta vừa học, 5 cái chúng ta vừa học ấy ạ. Nhá. Thì các bạn cứ đọc đều lại cho cô và làm bài ứng dụng qua sẽ hiểu ngay, không vấn đề gì cả. Nhá. Nào cho cùng xem nào. Diễn tả must dùng để diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc. Mệnh lệnh hay sự bắt buộc cho cùng xem nhé. You must wear a helmet when driving your motorbike. Câu này qua dịch như sau: bạn phải đội mũ bảo hiểm khi mà bạn lái đi xe ô tô. Đi xe xe đạp gọi là xe máy á. Vâng, phải có mũ bảo hiểm đúng không? Vâng. Tiếp theo nhá. Bao hàm một kết luận đương nhiên, một cách giải thích duy nhất hợp lý theo ý nghĩ của người nó. Cho cùng xem này. He's not in the classroom. He must be working in the factory. Anh ấy không ở trong phòng học. Anh ấy chắc là đang làm việc ở nhà máy, đúng không? Tức là nó có một cái dẫn chứng rất là cụ thể và nó có một cái cách diễn giải rất là hợp lý theo ý nghĩ của người nói, đúng không ạ? Vâng, không ở lớp học thì rõ ràng phải đang ở đâu đấy chứ không thể ở lớp học được. Ok, rồi. Và must not hay là mustn't là cách viết tắt của nó là diễn tả một lệnh cấm, đúng không ạ? Now, you mustn't use your smartphone while you are driving. Bạn không được sử dụng điện thoại khi mà bạn đang lái xe. Ok. Câu dưới ạ. Chúng ta không trong câu hỏi, chúng ta không dùng have to thay vì must. Vậy mình sẽ có câu này như sau. When do you have to finish the report? Ok. Cho nên câu này đúng hay sai ạ? Cho nên câu này là sai các bạn nhé. Vâng. Và không được nói như vậy. Không dùng have to thay vì dùng must ở trong câu hỏi. Ok. Rồi, và quá khứ của must là gì? Là had to. Với cách này chúng ta hay dùng trong câu gì nhỉ? Câu gián tiếp có đúng không ạ? Chúng ta cùng xem ví dụ này. I had to pay my speeding ticket yesterday. Vâng, tôi phải làm gì ạ? Tôi phải trả cái vé phạt tốc độ của tôi vào ngày hôm qua. Had to. Chứ chỗ này mà dùng must thì là sai vì đây có tình huống là yesterday. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục must, cách dùng must là gì nhá? Vâng ạ, qua dạy rất là kỹ này rồi, không hiểu nữa thôi đúng không ạ? Vâng. Nào, chúng ta sẽ phân biệt từ must và have to khác nhau như nào. Qua ví dụ nhé. Nào, để diễn tả sự tuy nhiên là bắt buộc rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, must mang nghĩa cưỡng bách đến từ người nói. Đến từ người nói đúng không ạ? Thế nhưng mà have to là mang nghĩa cưỡng bách đến từ hoàn cảnh bên ngoài. Ok, chúng ta cùng xem ví dụ cho hiểu ngay này. You must complete this essay by Friday. Câu này có nghĩa là giáo viên nói là gì ạ? Em phải hoàn thành cái bài luận này trước ngày thứ 6. Đây là có phải đến từ người nói không ạ? Thế còn nhé, câu dưới này, we have to complete this essay by Friday. Vâng, học sinh nói là gì ạ? Chúng em phải hoàn thành bài luận này trước ngày thứ 6, đúng không ạ? Thế còn mustn't có nghĩa là không được hay gọi là cấm không được làm gì đó. Có nghĩa là forbidden, đúng không ạ? You must not drink that. Bạn không được uống cái đấy nhá. Thế còn don't have to tức là bắt buộc không ạ? Không bắt buộc. Cho cùng xem ví dụ nhá. You don't have to drink that. Vâng, bạn không được uống cái đó. Ok, tức là không bắt buộc, đúng không ạ? Rồi, các bạn có hiểu ý không ạ? Rồi, một cái là gì ạ? Cấm không được, một cái là không bắt buộc, nhá. Rồi, tiếp tục ạ, chúng ta đi những cái này dễ hơn rồi.
Nhưng trong bài ngày hôm nay qua sẽ phân biệt chúng mình cách sử dụng của những cái từ đều nghĩa là nên luôn, đó chính là các từ như là should, ought to hay là had better. Nào chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với từ should nhé. Should nhé. Vâng. Vâng ạ. Khuyên ai đó nên làm gì? Your hair is too long, you should get a haircut. À, bạn nên cắt tóc đi, tóc bạn dài quá, đúng không ạ? Vâng. Và ok, và chúng ta dừng ở không nên. À, you shouldn't. Khuyên ai không nên làm gì đó nhá. You shouldn't throw your litter onto the street. Câu này có nghĩa là gì ạ? À, không nên vứt rác ra ngoài đường. Ok. Rồi thế còn từ ought to có nghĩa là gì? Là diễn tả một sự gần đúng, rất có thể đúng. Vâng. Ok. Chúng ta cùng xem ví dụ nhá. If Andy left home at 8, she ought to be here now. Ought to be here now có nghĩa là gì ạ? Nếu Andy mà rời nhà lúc 8 giờ thì bây giờ là nên ở đây rồi, đúng không ạ? Vâng. Ok. Và nó chỉ là cái gần đúng thôi chứ không chắc chắn một đúng 100% các bạn nhé. Rồi, và ought to dùng trong trường hợp trong tương lai. Vâng ạ, với các từ xác định thời gian như là tomorrow hay là next Monday. Tức là trong câu chúng ta phải có những cái trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ một cách xác định. Ví dụ ngày này, giờ này hay là ngày mai, ngày kia gì đấy để xác định rõ ràng thì chúng ta mới được dùng ought to nhá. Rồi ví dụ này, his team ought to win the match tomorrow. Có điều nghĩa gì ạ? À, đội cần nên làm sao? Nên chiến thắng cái trận đấu vào ngày hôm qua. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục nhé. Had better cũng thế. Đưa ra một lời cảnh báo nhà chúng ta này. Had better đấy không mang nghĩa là khuyên bảo một cách nhẹ nhàng đâu, mà mang nghĩa cảnh báo đấy các bạn ạ. Vâng, một sự việc hoặc hành động nhá. Và hành động đó hay sự việc đó có thể mang lại hậu quả. Chúng ta cùng xem ví dụ này. You'd better go to work on time. Vâng, có điều có nghĩa là gì ạ? Bạn nên đi làm đúng giờ. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta có từ dare. Dare có nghĩa là cả gan hay dám làm gì đó. Vâng, nhá. Và chúng ta nhớ này, dare có nghĩa là dám hay là cả gan, được xem như là một động từ khuyết thiếu. Nó ngoài động từ khuyết thiếu ra, nó còn là một động từ thường nữa. Đúng không ạ? Chúng ta có một cấu trúc là các bạn nhìn ví dụ này. Dare to vợ. Nhìn ví dụ nhá. She didn't dare to tell a lie. Có nghĩa là gì ạ? Cô ấy không dám nói dối đâu. Đúng không ạ? Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sang với động từ tiền thái will. Ok, là diễn tả sự mong muốn, một lời hứa hay một sự quả quyết ạ. Vâng, I will do my best to help you. Có nghĩa là gì ạ? Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn. Thì sự gì? Sự quả quyết, lời hứa, xem là sự quyết tâm nha. Rồi, tiếp theo ạ, chúng ta có từ gì đây? Ngoài ra will và shall cũng thế. Thì shall lẫn will đều có thể dùng, nhưng mỗi từ mang lại ý nghĩa riêng. Shall, sự quả quyết là ở người nói. Đấy, rất là, cô viết rất là kỹ chúng mình mà. Vâng, shall là thể hiện sự quả quyết của người nói. Will, sự quả quyết đến từ, đến ở chủ từ, tức là ở cái chủ từ của động từ. Để cho cùng xem ví dụ là sẽ các bạn hiểu ngay ạ. Nhá, Jane, người A nói này, Jane shall go out without his parents. Vâng ạ, hay là câu dưới người B nói này, Jane will go out without his parents. Nào, sự khác nhau là gì nhá? Ở câu A này thì người nói nhất định phải là Jane. Vâng ạ. Ok nhá. Jane sẽ đi ra ngoài mà không cần bố mẹ. Thì cái câu này tức là cái người nói á thì bắt Jane là phải đi cùng bố mẹ. Có hiểu không ạ? Phải đi cùng bố mẹ nhá. Thế còn câu dưới này, câu dưới có nghĩa là gì ạ? Jane nhất định ra ngoài mà phải có bố mẹ. Đúng không ạ? Ok. Yeah. Tức là gì ạ? Câu này có nghĩa là gì? Shall có nghĩa là gì? Là gì ạ? Có nghĩa là người nói như vậy, đúng không? Còn câu dưới có nghĩa là Jane là sẽ phải, là phải như vậy, không đến từ người nói, các bạn nhé. Ok, rồi câu dưới want có nghĩa là khi từ chối ai đó các bạn sẽ dùng want. Cho cô bà, chúng mình cùng xem ví dụ nhé. I told him to clean his room but he won't do it. Câu này có nghĩa là gì ạ? Tôi bảo anh ấy dọn phòng nhưng anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Thế kiểu có nghĩa là gì ạ? Từ chối làm, sẽ không làm, tức là won't, nghĩa là từ chối làm luôn. Ok, rồi chúng ta sang phần tiếp theo với từ good. Vâng, good để diễn tả dạng quá khứ của thì tương lai nha, hay là trong các câu điều kiện. Ví dụ này, when I was in Paris last year, I thought I could spend hours sitting at coffee shops writing ideas for my novel. Có thể quan dịch như sau ạ. Khi mà tôi ở Paris vào năm ngoái thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ dành hàng giờ để ngồi quán cà phê viết về những ý tưởng cho cái cuốn tiểu thuyết của tôi. Đúng không ạ? Rồi, ok nhá. Rồi, tiếp tục này. Good còn diễn tả lời mời nữa. Ví dụ, would you like some more tea? Would you like some more tea? Có nghĩa là gì ạ? Bạn có muốn uống thêm trà không? Đúng không ạ? Nhá. Rồi.
Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đi thêm một số cấu trúc nữa. Wow, rất là nhiều. Bài này rất là dài chúng ta. Bởi vì cô dạy chúng mình rất là kỹ phần này. Không thiếu một cái gì luôn cho các bạn nhá. Không thiếu một cái gì luôn, đủ hết cho các bạn. Vâng, nào chúng ta còn có những cấu trúc như sau. Rất hay dùng trong lớp này, lớp 11 chúng ta này. Good like, good prefer hay là would rather nhá. Và sự khác nhau như sau ạ. Vâng ạ. Good like hay là good prefer thì đằng sau là to cộng động từ. Nhưng good prefer thì động từ nguyên dạng luôn cho các bạn nhá. Phủ định thì các bạn sẽ nói cho qua là good prefer not to cộng verb, would rather not cộng verb luôn. Tuy nhiên với từ good like chúng ta sẽ không nói là would not like to, mà lúc đó chúng ta phải dùng từ want, dạng phủ định của want để thay thế. Tức là doesn't want hay là didn't want hay là don't want. Được không ạ? Chúng ta cùng xem ví dụ nhá. I'd rather, tức là I would rather đấy ạ. I'd rather stay at home tonight. Hôm nay tôi muốn ở nhà. Và phủ định của chúng ta là tôi không muốn ở nhà. Chúng ta sẽ nói là thế ạ. I'd rather not stay at home tonight. Tiếp tục này, good prefer to go on foot. Good prefer phải đi về to verb, đúng không? Và phủ định là gì ạ? Good prefer not to go. Tiếp theo, good like to thì phủ định của chúng ta sẽ là I don't want to go. Ok, rồi chúng ta có cấu trúc là gì ạ? Moreover cộng với be cộng với verb in là diễn tả các sự việc đang diễn tiến ở hiện tại. Nào chúng ta cùng xem ví dụ nhé. I don't know for sure what my father is doing now. He may be sleeping or he might be watching his car. Quan dịch câu này như sau ạ. Tôi không biết một cái chắc chắn là bố tôi bây giờ đang làm gì, và ông ấy có thể đang ngủ hoặc là có thể đang rửa ô tô, đúng không ạ? Tức là cái sự việc đang diễn ra ở hiện tại nhưng nó không chắc chắn, bởi vì đây chỉ đơn giản là có thể có lẽ thôi, đúng không ạ? Nhá. Rồi, nào chúng ta nốt phần này là chúng ta hai bản này là chúng ta xong phần lý thuyết. Rất là dài đúng không ạ? Vâng. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ những cái cấu trúc vừa rồi á. Bây giờ qua sẽ dạy chúng mình tiếp một cái phần nữa, đó là modal verb cộng have cộng phân từ hai, đúng không ạ? Và nhớ cô chỉ nhắc một điều là tất cả những cái cấu trúc mang cái cấu trúc là gì ạ? Modal verb cộng với have cộng phân từ hai đều dùng tình huống ở trong quá khứ, đúng không ạ? Đều dùng tình huống ở trong quá khứ nhá. Rồi, và chúng ta sẽ dùng những cấu trúc như sau và cách dịch như nào, chúng mình cùng xem nào. Ought to là should have cộng phân từ hai. Các bạn dịch cho khoảng đáng nhẽ ra nên nhá. Ví dụ này, shouldn't have hoặc là ought not to have cộng phân từ hai, người ta gì là lẽ ra không, đúng không ạ? Nhưng thực ra chúng ta cùng xem ví dụ, chúng ta cùng xem chúng ta sẽ hiểu ngay nhá. I should have helped Lan when she was in it. Câu này có giả dịch như sau ạ. Tôi đáng nhẽ ra nên giúp Lan khi mà khi mà cô ấy cần, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra mình có giúp ạ? À, mình đã không giúp, đúng không ạ? Vâng, câu dưới này, you shouldn't have passed through the red light yesterday. Bạn đáng nhẽ ra không nên vượt đèn đỏ vào ngày hôm qua, nhưng thực ra vượt chưa? À, vượt rồi, đúng không? Nha, đấy phần này rất dễ hiểu phải không ạ? Tiếp theo chúng ta có những cái modal verb mà cô đã phân tích rõ ràng cho các bạn, diễn tả một kết luận trong quá khứ. Ví dụ này, must have cộng phân từ hai, người ta dịch là đáng nhẽ ra phải. May have cộng phân từ hai, người ta dịch là có thể là đã. Ok, could, might cộng have cũng có thể là đã, nhưng nó sẽ cái khả năng sẽ nhỏ hơn 50%, đúng không? Còn may hạ có phân từ hai, tức là nó có cái độ gọi là có thể nó chắc chắn hơn một chút, đúng không ạ? Rồi, hay là couldn't hay là can't hạ có phân từ hai, có nghĩa là chắc hẳn là không thể, thì cái này là chắc chắn là 2%, nhỏ hơn 2% rồi, phải không ạ? Hay là gì ạ? Good, could, might hạ phân từ hai, và chúng ta sẽ dùng trong câu điều kiện loại 3. Và qua có lời khuyên là các bạn nên học qua những ví dụ sau đây. Các bạn sẽ và nhớ nghĩa của những cái như kiểu đáng nhẽ ra có thể là đã, hay là đáng nhẽ ra phải, đáng nhẽ ra nên. Nên học thuộc như vậy thì các bạn sẽ ứng dụng trong câu là được, là sao, đúng không ạ? Nãy giờ sẽ cùng phân tích vài ví dụ nhé. When I entered the kitchen, I realized that the chocolate cake was all gone. Someone must have eaten it. Quan dịch câu này như sau ạ. Khi mà tôi đi vào trong phòng bếp, tôi nhận ra rằng là bánh sô-cô-la đã hết rồi. Chắc hẳn là ai đó đã ăn hết rồi. Chắc hẳn, bởi vì có dấu hiệu rõ ràng là gì? Là đã hết sạch bánh sô-cô-la rồi. Phải không ạ? Vâng, chúng ta cùng phân tích một câu nữa qua ví dụ nhé. An interview with the professor showed that a particular tomb, đọc là tomb cho các bạn, could have been the final resting place of a family other than that of Jesus. Có thể có gì như sau ạ? Một buổi phỏng vấn với một giáo sư đã thể hiện rằng một cái lăng mộ là có thể là đã là cái nơi nghỉ cuối cùng của một gia đình hơn là gọi là than that of Jesus, tức là hơn cái nơi nghỉ của
Đức Chúa Giêsu rồi đúng không ạ? Ý câu này như vậy. Thế các bạn lấy cho qua là ở đây là could have been. Cái này nó chỉ là gì? Nó chỉ là dự đoán thôi, có thể là thôi, và nó nhỏ hơn 50%, tức là có chắc không ạ? À, nó không chắc chắn nha, nó không chắc chắn ạ. Ok. Rồi. Rồi, vậy là trong video này qua đã dạy tất cả những cái gì liên quan đến chuyên đề môn luật vợ mà các bạn cần nắm vững, không thiếu một cái gì cả. Và nhiệm vụ của chúng ta là học tiếp video lần sau để chúng ta làm cái ứng dụng về phần môn luật vợ. Ok, cô Hoa chúc cho mình hiểu bài và hẹn gặp lại các bạn trong video ngay sau bây giờ nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.